Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có trong bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên trong ngày. Apple sẵn sàng khai tử iPhone 6,1 inch. Apple được cho là đang phát triển một mẫu iPhone Ultra vào năm tới, đồng nghĩa hãng sẽ ngừng cung cấp một mẫu iPhone cơ bản có màn hình 6,1 inch. Tin đồn này đã gây ra phản ứng dữ dội từ nhiều người. Một số ý kiến cho rằng các mẫu iPhone Pro Max đã quá lớn, người dùng không có nhu cầu dùng một thiết bị lớn hơn. Cũng có khả năng Apple sẽ tung ra iPhone 15 Ultra với một số tính năng Ultra độc quyền. Điều này cũng làm dấy lên lo ngại khi khách hàng không muốn phải chi nhiều tiền hơn cho các mẫu cao cấp hơn. Điều thú vị là có một tin đồn gần đây liên quan đến iPhone 15 Ultra cho biết sản phẩm sẽ có cấu trúc khung Titan cao cấp, có thể giải quyết một số vấn đề của người dùng Apple vốn phàn nàn rằng iPhone 14 Pro Max quá nặng và khó sử dụng bằng một tay bởi Titan nhẹ hơn thép không gỉ đến 45% nhưng vẫn đủ cứng để hoàn thiện sản phẩm. Tin tức tiếp theo có trong ngày, lộ giá bán của smartphone đầu tiên được trang bị Snapdragon 8 Gen 2. Moto X40, chiếc máy được cho là smartphone đầu tiên trang bị Snapdragon 8 Gen 2, đã bắt đầu hé lộ những tính năng chính. Một số báo cáo đã tuyên bố rằng Moto X40 sẽ được đổi tên thành Motorola X40 Pro trên thị trường toàn cầu. Chủ tịch của họ gợi ý rằng X40 được trang bị nền tảng hàng đầu mới và RAM LPDDR5X. Cho đến nay, những nguồn rò rỉ cho biết Moto X40 sẽ đi kèm với màn hình OLED 165Hz Snapdragon 8 Gen 2 và RAM 12GB. Nó sẽ có camera trước lên tới 60 chấm và 3 camera sau 50 chấm. Mức giá dự kiến của sản phẩm sẽ gây bất ngờ bởi nó không khác quá nhiều so với thế hệ tiền nhiệm, dù được nâng cấp mạnh mẽ về bộ vi xử lý, và mức giá có thể là thấp hơn mặt bằng chung của thị trường, rơi vào khoảng hơn 11 triệu đồng. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày hôm nay, Apple có thể cách mạng vào năm tới. Apple đang lên kế hoạch thay thế nút nguồn và âm lượng trên dòng iPhone vào năm tới bằng các nút dạng rắn để thay thế thiết kế nút cơ học. iPhone 15 và iPhone 15 Plus tiêu chuẩn vẫn sẽ trang bị nút bấm truyền thống. Việc thay thế nút bấm trên iPhone 15 Pro có thể sẽ được Apple quảng cáo là để tăng độ bền cho iPhone, hoặc có thể là điểm nhấn mới trên iPhone 15 Ultra. iPhone 15 Series cũng sẽ là dòng iPhone đầu tiên trang bị cổng USB-C, cũng như sẽ có nhiều thay đổi khác đáng mong đợi. Đây được đánh giá có thể là những bước khởi đầu cho sự thay đổi toàn diện của dòng iPhone mới, với đích đến là không cổng sạc, không cơ học, 100% không dây và cảm ứng lực. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.